con xe này hả? Hay là cô chú hả? Dạ. Ô dạ em chào anh. Dạ. Ô. Anh Hùng hả anh? Dạ đúng rồi. Ô. Ủa? Anh, là chú đang bán luôn hả? Ồ. Em bán đồ chơi trường kỳ á anh. Dạ. Quên năm số tháng là em bán đồ chơi không? Dạ. Hai đời rồi. Dạ. Từ đời mẹ đến đời con. Dạ. Hai đời rồi hả anh? Dạ. Giờ là tính ra là từ hồi lúc bác bán tới giờ là bao nhiêu năm anh? Cũng nhiều năm rồi đó. Dạ. Lúc chắc mà, hơn 50 năm quá. Lúc mà bà già còn con gái mà đã bán rồi. Dạ. Rồi cho đến có tụi em luôn. Dạ. Rồi bà già chết rồi mới tính lên. Trời xưng em. Xưng em ngọt xớt luôn. Không biết. Xưng em ngọt xớt. Anh năm nay bao nhiêu? Dạ em năm mấy rồi. Năm mấy là năm mấy? 54. 54 hả? Sinh năm 68. Dạ 68. À mình 69. Dạ, nhỏ hơn 1 tuổi. Dạ. Dạ. Ủa anh bán lại lúc nào vậy? Em bán cũng được mấy năm rồi đó anh. Không, mở lại bán lúc nào á? À. Mới đây cũng khoảng là một tuần lễ có. Ừ. Dạ. Ờ, bà chị cũng mới vừa qua đời một cái mùa dịch nữa. Ồ vậy hả? Dạ, dạ nhưng mà dạ. cũng phải bà bị dịch mà bà bị tai biến. Dạ. Rồi bà nghe tin người này chết, người kia chết á. Dạ. Rồi bà chị hoảng hốt rồi bà bỏ ăn 2 ngày cái bà chết. Dạ. Rồi công an rồi có chơi để được 3 ngày ở nhà. Dạ. Dạ. Ở đây anh bán toàn đồ chay không hả anh? Dạ, em bán toàn đồ chay. Ồ, dạ. Anh bán từ giờ nào tới giờ nào anh? À, em bán 7 giờ sáng lên có mặt ở đây rồi. Ừ. Bán hết rồi thôi nghỉ. Dạ. Tại em bệnh tim không dám làm đồ nhiều. Ồ. Anh bệnh tim hả? Anh bệnh lâu chưa anh? Bị lâu rồi anh. Dạ. Đi bác sĩ kêu mổ gắn cái cục gì trong người á. Dạ. Nhưng mà chưa có đủ được. Anh Hùng em còn nuôi mấy đứa cháu nhỏ nữa. Rồi, nuôi bao nhiêu đứa nữa? Hai đứa nhỏ. Đứa hồi lớp 1, đứa hồi lớp 6. Chứ anh không có vợ con gì hết hả? Không. À, coi như làm vậy là nuôi gia đình thôi. Dạ. Nhà anh có mấy anh chị em hết thảy? À, 6 anh em mà chết hết rồi. Dạ. Chỉ còn duy nhất có mình em mà. Ủa vậy hả? Dạ. Rồi mấy đứa này, mấy đứa nhỏ là con ai? Là cháu. À, là cháu, là con mấy cháu ông? Cháu em bằng ông lận. À. Vậy anh đang nuôi mấy cháu? Ba cháu mấy tuổi anh? À, cháu này biết lâu là buôn bán với em rồi. Rồi. Rồi hai đứa nhỏ nữa là em của nó. Là con người đứa học lớp 1. Dạ. Đứa học lớp 6. Dạ. Là con của người thứ mấy anh? Ông anh của em. Dạ. Cháu kêu nó kêu em là ông 7. Rồi má nó kêu em là chú 7. Dạ. Đó. Thôi bây giờ em cũng nghỉ hoài à, tại lúc bệnh mệt quá em phải nghỉ. Mà thường anh bán mà từ giờ này tới mấy giờ hết? Chưa biết được anh, tại mùa dịch này nó cũng hơi chậm á. Hồi ngày trước á, trước dịch ngày thì... trước là em bán buổi trưa không à. À bán buổi trưa tới tối. Dạ. Chiều tối hả? Dạ, bây giờ thấy mùa dịch á, em bán buổi sáng đi. Kéo dài cho hết rồi thôi em về em nghỉ. Ừ. Dạ. Nghĩa khác nữa của tiếng ra 4.0 là không chỉ là giúp đỡ, nhưng mà ở đâu đó chúng ta cái thật ra mà nói cái văn hóa, cái ẩm thực đường phố Sài Gòn mình nó là một cái nét văn hóa rất lâu đời. Nó là có thể nói là đặc sản của Sài Gòn mình, của thành phố Hồ Chí Minh mình. Chính như vậy cho nên là mình lâu lắm rồi chúng ta không có nghe những cái tiếng rao mà thân thương ở các cái góc phố, ở trong các con hẻm mà ngày xưa hồi nhỏ đó mình hoặc là ở anh Hùng là bảo đảm là rất là nhớ. Ví dụ ai đồ hũ đá không dân. Dạ, dân đó những rồi. Cái tiếng rao, ngay cả dù ai hủ tiếu chai không, ví dụ vậy, những cái tiếng rao như vậy thì thật sự nó đã trở thành hơi thở, nó trở thành một cái gì đó rất thân thương với thành phố Hồ Chí Minh, với thành phố mình rồi. Và cũng lâu lắm rồi chúng ta không còn cái nét văn hóa đó nữa. Bây giờ là buôn bán, là cửa hàng quán nhiều quá, cho nên mình muốn một cái ý nghĩa khác của cái chương trình tiếng rao 4.0 là mình muốn dùng cái công nghệ để mình vẫn kết hợp được giữa cái tiếng rao truyền thống với lại cái công nghệ để làm sao giúp cho những người bán hàng có doanh thu tốt hơn, một cách để quảng bá cho các cái chủ quán giống như là anh Hùng. Yeah. Đó thì ít ra một buổi bán hàng như vậy nó cũng không có thể giải quyết được tất cả kinh tế cho cả một cuộc đời của mình, nhưng mà mình hy vọng rằng đó nó sẽ là một cái kỷ niệm khó quên. Và đương nhiên riêng cái buổi bán hàng nó cũng rất đặc biệt, cũng đóng góp thêm một cái phần mà doanh thu rồi nó nho nhỏ để anh giúp anh trang trải cuộc sống, rồi phụ thêm cho anh để anh lo lắng cho mấy đứa nhỏ nữa. Yeah.
cảm ơn anh nhiều ha. À, hôm nay mang quà có đây gửi mang quà gửi cho chú đi. Thôi thì bước đầu thì gửi trước cái quà cho anh Hùng ha, đó thùng mì với lại 5 kg gạo. Dạ. Rồi với lại đây là một cái bao lì xì. Dạ. À, nhỏ thôi 2 triệu. Cảm ơn anh nhiều nha. Nó không bao nhiêu hết dạ. Em ước ao lắm. Nếu anh giúp em lên bán bây giờ trở thành sự thật luôn. Dạ. Ủa thì không có coi không? Thì em có coi mà em ước ao lắm. Dạ, em ước ao anh ghé lại đây lắm. Mà hôm nay thành sự thật luôn. Em mừng lắm thiệt mà. Đó, đó là đậu hũ chiên xả. Cái này là sườn anh. Ủa sườn hả? Dạ. À, sườn chay. Chỗ này là chả lụa chay. Rồi, ở đây đi vô mấy món hết đi. Rồi, ở đây là Đồ kho đập cẩm á. Rồi, đồ kho đập cẩm. Đây giống bì quá ha, bên bì, kia là bì. Bì cơm. Đấy. Trời ơi, ngon chưa? Rồi, trên là chả lò, chả giò. Rồi, sạch sẽ lắm, à, nhìn là rất hấp dẫn nha. Rồi rau nữa nè, rau này đang với bún mắm nè. Bún mắm nè. Đó, rau bún mắm. Trời ơi. Hấp dẫn chưa? Trời ơi, bún mắm nè. Trời ơi, cái nồi bún mắm nè. Siêu xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc. Một tay anh Hùng nấu hết đó bà con, thấy anh Hùng giỏi không? Trời đè bánh bột. Ở đây là mì tàu chả giò. Ừ, quá. Ồ, cái này giống bánh đúc quá hả? Dạ đúng rồi. Ôi ôi hấp dẫn quá. Anh có thể ăn cái món nào đơn giản thử anh em được không? Làm cho anh mỗi phần một phần. Rồi đúng rồi. Làm 2 phần thôi. Cơm. Thôi bánh bột anh đừng ăn. Ừ. Tại bánh bột là gạo mới nên nó hơi nhão. Ừ. Chị Châu ơi. Trời ơi, với hủ tiếu xào ngon quá nè. Rồi thôi anh mua món. Rồi, mỗi thứ 2 món coi như mở hàng lấy hên đi. Em mì xào nè bà con, hấp dẫn không bà con ơi. Đó. Đây nước mắm. Ừ. Nguyên một xô nước mắm luôn. Đó. Đó, nước mắm nè, đó nguyên xô nước mắm nhìn là thấy ngon rồi. Rồi cái nước mắm này anh sẽ múc anh bỏ vô đây đó. Đó. Ẩm thực đường phố. Sài Gòn là một cái nét văn hóa đặc trưng mà không thể đến thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn chúng ta là nói chung có thể nói là thiên đường ẩm thực đường phố. Yeah. Một cái nét văn hóa không thể bỏ qua. Dạ, yeah, chào anh. Thấy trên YouTube mình là lần đầu tiên mới được gặp ở ngoài. Dạ. Ủa mấy bữa nay coi như là 4-5 tháng nay là nằm ở nhà không quải, ế quải luôn, muốn bệnh luôn. Của em, của em á chị. Thôi để anh trả tiền hết cho rồi lát chia nhau. Ở ngoài là cái gì vậy anh ơi? Sao không hỏi hết tiền xong đó rồi? Bằng anh nhắc đi. Trả tiền cho cô, trả tiền. Lấy cái dĩa, chứ phải trả tiền ở ngoài nha. Không có. Rồi em coi phim việc mình vẫn cứ làm ha, bà con có bác yên tâm, nói chung là dạ không có tiền thối, không có tiền thối hả, đưa nhiêu không có tiền thối, 500 khỏi thối rồi vậy đi, dạ vậy đi, rồi thôi hơn rồi, này là không lấy hành nữa chú ơi, dạ địa chỉ của quán là hẻm 322 hẻm 322 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10.
322 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10. Thì bà con cô bác có thể đến đây để ủng hộ trước cũng được, nhưng mà cái ngày nào quay và ghi hình ở đâu thì cũng phải tính cái chỗ để sao mà anh Hùng có thể bán được cho nó tốt. Giận lắm nha, nhìn không bao giờ xóa đúng không? Ừ. Dạ, cảm ơn. Rồi, cái này được xong rồi đó chị. Dạ, em giao anh, dạ. Em về. Đi lại đi con, chạy đi con. Bỏ đâu đi, nó chung là ba và nó nóng lắm. Tại bức bộ nữa nó lại nhảy lên rồi, chứ không có dám làm. Dạ. Ồ, thơm phức luôn. Những bạn nào gọi là tín đồ ăn của yêu thích ăn chay thì đây là một trong cái, mình nghĩ là một trong những cái địa chỉ mà ăn chay bình dân mà các bạn không thể bỏ qua nhé. Dạ, đây hẻm 322 đường Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10. Đó là cái ngay đầu hẻm mà chúng ta có thể nhìn thấy là hãy ngay lập tức cái quán chay của chú Hùng. Sao chị không lấy đồ hũ hả? Dạ rồi, hôm nay là cái video đầu tiên, chắc chắn sẽ còn rất nhiều video nữa để kể về chú Hùng bán hủ tiếu chay rất là lâu đời ở Sài Gòn. Hy vọng là sẽ gặp lại bà con cô bác. Anh Hùng sẽ tham gia vào tập thứ mấy của Tiếng Ra mùa thứ hai? Hiện giờ vẫn còn là Coleman xin phép được giữ bí mật tại đây. Rồi Coleman sẽ chính thức thông báo với bà con là cái địa điểm tổ chức quay Tiếng Ra 4.0 cho anh Hùng vào ngày mấy và tại địa điểm nào, để làm sao có thể giúp cho anh Hùng vừa bán tốt tại chỗ và vừa có thể là bà con bác mua từ xa online. Dạ, càng nhiều càng tốt để ủng hộ anh Hùng trở lại. Dạ, xin chào tạm biệt bà con bác rất nhiều nha. Nhưng cùng nhau chúng ta sẽ cố gắng giúp cho anh Hùng có thêm tiền nè để điều trị bệnh tim nè, rồi nuôi mấy đứa cháu nhỏ nữa. Dạ. Xin cảm ơn bà con bác.